Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây, tạp chí The National Interest của Mỹ đã liệt kê 20 loại vũ khí có ảnh hưởng nhất trong chiến tranh hiện đại, trong đó có tên của máy bay chiến đấu MiG-21 do phía Liên Xô sản xuất. Thưa quý vị, máy bay chiến đấu MiG-21 được phát triển vào những năm 1952. Nó thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1955 và chính thức được đưa vào trang bị năm 1958. Với tổng sản lượng hơn 22.000 chiếc, đây là chiếc máy bay chiến đấu phản lực được sản xuất với số lượng lớn nhất trên thế giới. MiG-21 là mẫu tiêm kích thế hệ thứ 3 có giá thành rẻ, tốc độ cao, khả năng cơ động tốt và không cần bảo dưỡng đặc biệt. Mặc dù có thể đạt tốc độ Mach 2, tuy nhiên cấu tạo của MiG-21 rất đơn giản. Về cơ bản, nó là một động cơ phản lực có cánh để phi công có thể điều khiển. Vì vậy, nó được nhiều người mệnh danh là tên lửa có người lái. Thời kỳ cao điểm, máy bay MiG-21 được trang bị trong không quân của 50 quốc gia trên thế giới. Và cho đến ngày nay, chiến đấu cơ MiG-21 vẫn được biên chế trong không quân 26 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Germany, vân vân. Vì vậy, bất cứ ai cũng không nên ngạc nhiên nếu họ thấy rằng MiG-21 và các biến thể của nó vẫn đang bay vào năm 2034. Rõ ràng, trong mắt của người Mỹ, MiG-21 là một trong 20 vũ khí bất khả chiến bại. Sở dĩ có nhận định này là do tiêm kích MiG-21 đã lập rất nhiều kỷ lục. Ví dụ, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, vào năm 1966, MiG-21 đã hoạt động rất tốt. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1966, tổng cộng đã có 47 máy bay Mỹ bị bắn rơi bởi tiêm kích MiG-21. Theo một thống kê chưa đầy đủ, trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, các phi công Việt Nam đã lái máy bay MiG-17 và MiG-21 trong tổng số 480 trận không chiến, bắn rơi khoảng 350 máy bay Mỹ. Câu chuyện MiG-21 trong Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được chúng tôi trình bày tại phần sau của chương trình. Thưa quý vị, có thể thấy tiêm kích MiG-21 có hiệu quả chiến đấu cực tốt, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ thứ tư, thì MiG-21 đã không đạt được thành tích như ý muốn. Ví dụ, trong trận không chiến năm 1982 tại thung lũng Bekaa, MiG-21 của không quân Syria đã bị các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 thuộc thế hệ thứ tư của không quân Israel đổ sát không thương tiếc. Trong trận không chiến này, máy bay chiến đấu của Israel đã lập nên một thành tích đáng ngạc nhiên, 82/4. Do vậy, MiG-21 đã trở thành một đối tượng bị chỉ trích. Tuy nhiên, nếu có máy bay cảnh báo sớm dẫn đường, thì MiG-21 có thể vừa đánh vừa chạy và thực hiện các cuộc tập kích tốc độ cao vào máy bay F-15. Có thể thấy rằng, thất bại của không quân Syria không chỉ là do MiG-21 đã bắt đầu lạc hậu, mà còn do thiếu máy bay cảnh báo sớm trên không hoặc chỉ huy mặt đất tốt. Nếu như không quân Syria khi đó có thể trang bị cho MiG-21 một tên lửa không đối không mạnh hơn, kết quả cuộc không chiến có thể đã hoàn toàn khác. Tuy thất bại như vậy, nhưng MiG-21 lại có ưu thế ở lợi thế giá rẻ, sử dụng đơn giản và chi phí bảo dưỡng thấp, nên được rất nhiều nước trên thế giới thứ ba ưa chuộng. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia nổi tiếng với những vụ rơi máy bay, đã mua hơn 900 máy bay chiến đấu MiG-21. Theo ước tính chưa đầy đủ, hiện nay không quân Ấn Độ vẫn còn khoảng 1.900 máy bay chiến đấu MiG-21 đang được biên chế, bao gồm cả những chiếc Ấn Độ tự sản xuất và mẫu nâng cấp. Vì vậy, nó đã giành được danh hiệu là AK-47 trong thế giới máy bay chiến đấu. Trong vòng hơn 60 năm qua, đã có hơn 20 biến thể của MiG-21. Trong đó, MiG-21 cải tiến của Trung Quốc là loại tốt nhất. Tiếp theo là tiêm kích MiG-21 Lancer của không quân Romania và tiêm kích MiG-21 Bus của Ấn Độ. Cả MiG-21 Lancer và Bison đều được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, radar Doppler sung và mũ bay có gắn thiết bị ngắm bắn dành cho tên lửa tầm nhiệt. Radar Doppler sung có thể theo dõi 8 mục tiêu cùng một lúc và có thể trang bị tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar. Phạm vi tấn công không đối không từ 60 đến 80 km. Tuy nhiên, cả MiG-21 Lancer và Bison chỉ có cải tiến về hệ thống điện tử hàng không chứ không khắc phục được nhược điểm về thiết kế khí động học, dẫn đến khả năng cơ động kém của MiG-21. Những cải tiến của Trung Quốc đối với tiêm kích MiG-21 là toàn diện và triệt để nhất. Bắt đầu từ J-7E, cải tiến lớn nhất về thiết kế của Trung Quốc là thay thế cánh kép Delta nên đã giải quyết được về cơ bản vấn đề khả năng cơ động kém của MiG-21. Các cánh kép Delta đã biến MiG-21 thành một máy bay chiến đấu thực thụ, chứ không phải là một tên lửa có người lái. Đến phiên bản J-7G, càng có khả năng cơ động mạnh hơn, mặc dù vẫn sử dụng cánh tam giác kép, nhưng sử dụng cửa hút gió kiểu biến tần DSI. Thiết kế chủ yếu được sử dụng trong công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, cùng tên lửa không đối không Thunderbolt 8 và hệ thống liên kết dữ liệu chiến trường. Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên năm 1952, với số lượng sản xuất lên tới trên 10.000 chiếc, những phiên bản cải tiến của MiG-21 vẫn tiếp tục được sản xuất và sử dụng trong một số năm tới. Hiện nay phiên bản mới nhất là máy bay huấn luyện Hải Sán IG của Trung Quốc dùng trên tàu sân bay của nước này. Nói về câu chuyện những chiếc MiG-21 trong quân đội Việt Nam, kính thưa quý vị, cuối năm 1965, Liên Xô lần đầu tiên viện trợ cho chúng ta những chiếc tiêm kích MiG-21 hiện đại. Phiên bản đầu tiên được viện trợ là MiG-21 PF. Ngày 4 tháng 3 năm 1966, tiêm kích MiG-21 PF do phi công Nguyễn Hồng Nhì điều khiển đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái Ryan Faber. Đây là chiến công đầu tiên của MiG-21 tại Việt Nam. Có một điểm đặc biệt mà những phiên bản MiG-21 đầu tiên được Liên Xô viện trợ cho chúng ta như MiG-21 F-13 hay MiG-21 PF là các máy bay đều sử dụng thiết kế kính buồng lái mở về phía trước thay vì kéo ra sau như các thiết kế MiG đời trước hoặc mở ra sang bên như các máy bay MiG-21 đời sau này. Có một điều đặc biệt, dù cho MiG-21 PF là phiên bản cải tiến hiện đại hơn MiG-21 F-13, tuy nhiên đây mới là những chiếc MiG-21 đầu tiên Việt Nam tiếp nhận chứ không phải MiG-21 F-13 như nhiều người vẫn lầm tưởng. Phiên bản MiG-21 PF được NATO định danh là Fishbed, có sải cánh hơn 7,1 m, chiều dài 15,8 m, trang bị một động cơ phản lực đốt trong R11F2300 cho phép nó đạt vận tốc tối đa 2.177 km/h. Nó có thể bay tối đa 1.400 km và 1.770 km nếu trang bị thêm thùng dầu phụ. Nó có thể mang theo 1,5 tấn vũ khí qua hai mấu treo ở hai bên cánh. Với thiết kế kính lái mở về phía trước, nó được sử dụng là một tấm khiên tạm thời bảo vệ phi công khi giải phóng ghế dù ở tốc độ cao. Loại tiêm kích MiG-21 vốn được ra đời để trở thành đối trọng của F-4 Phantom do Mỹ sản xuất trong quá khứ. Hai loại tiêm kích Liên Xô-Mỹ này đã có những màn trình diễn cực kỳ kinh ngạc trên bầu trời Việt Nam trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Thời gian đầu cuộc chiến, phía Mỹ khẳng định phía Nam hoàn toàn thiếu kinh nghiệm tác chiến không quân, phi công có trình độ kém và không có cửa khi đối đầu với sức mạnh của không quân Mỹ. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Những phi công chứ danh của Việt Nam đã giáng cho các phi công đầy kiêu hãnh với hàng ngàn giờ bay chiến đấu của Mỹ những đòn liềng xưởng. MiG-21 khi đó có thể coi là thanh bảo kiếm trong tay không quân Việt Nam khi loại tiêm kích này dù có trang bị kém hơn F-4 Phantom của Mỹ nhưng lại có tỷ lệ bắn hạ máy bay địch cực cao. Theo thống kê của Mỹ, nếu chỉ sát riêng trong không chiến, không tính hỏa lực mặt đất, máy bay chiến đấu MiG-21 đã đạt tỷ lệ chiến thắng 1-9 trước máy bay của Mỹ. Dù cho những chiếc én bạc MiG-21 đã ngừng bay trên bầu trời Việt Nam từ lâu, nhưng những vương vấn về một mẫu máy bay huyền thoại vẫn luôn tồn đọng trong tâm hồn những người yêu quân sự nước nhà. Cho tới khi những chiếc chiến đấu cơ MiG-21 cuối cùng bị ta loại biên, tổng cộng những chiến đấu cơ này đã phục vụ không quân Việt Nam tròn nửa thế kỷ, một kỷ lục đáng được coi là vô tiền khoáng hậu.